các cụ và cũng như quý đồng hương thân mến. Hôm nay thấy nguyên cái phòng này đông đủ thì Hương Mục Võ rất là thấy khích lệ và hãnh diện, vẫn được cái tiếp tục cái sự ủng hộ của quý đồng hương. Và trước khi để mà Hương Mục Võ nói thêm thì Hương Mục Võ muốn giới thiệu một lần nữa mấy người bạn đã tới tham dự hôm nay. And I want to recognize my friends who are here tonight. There's no particular order, so I just go around the table. First, I want to recognize Mr. Henry Lam and his wife. Can you please stand? Mr. Lam is the vice president of Cathay Bank. And of course, you know Jim Notwear. Jim, he was a former director of the City of Houston Housing Department. And now he is working for Southern News Media. Next to him is Mr. Wei Lee. Mr. Wei Lee is the chairman of Southern News Group. And also, he and I came a long way. Back in 1999, we had a long conversation how to form this district. And today we have the International Management District. Way back in 1999 when we started. And now Mr. Lee is the chairman of the International Management District. Next to him is another friend of mine, Mr. Glenn Gondo. And Glenn, I know all of us here, or most of us here, are having sushi, and some sushi might come from him. He's one of the famous sushi restaurant owners in the United States. And also he's a wholesaler for sushi supplies and everything else all over the US. Thank you all for coming. Và tối nay Hương Mục Võ cũng xin ghi nhận có sự có mặt của cô Vi Nguyễn. Cô Vi Nguyễn là một luật sư, xin cô Vi đứng dậy. Vi Nguyễn là một luật sư và một cái tình cờ là cô Vi cũng có làm việc cho một người khách trong Universal Shopping Center và đã tới nói chuyện với Hương Mục Võ để đem cái người khách nó vô trong Universal Shopping Center. Nhưng mà nói chuyện xong thì cô Vi được có một cái gợi cảm là muốn ra là ứng cử viên cho danh biểu bên cửa hàng Forbes. Thì qua những buổi nói chuyện khác nhau thì cô Vi đã quyết định ra bên đơn vị Forbes, đơn vị 26. Đơn vị 26 là kế đơn vị 149 và thương với đồng hương. Đơn vị 26 là một trong những cái đơn vị cũng như là đơn vị 149 của Hương Mục Võ lúc đầu, là một cái đơn vị rất là khó, một cái đơn vị thuộc Đảng Cộng Hòa. Cô Vi là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Thì cũng như Hương Mục Võ lúc đầu ra phải làm việc rất là nhiều, phải đi gõ cửa từng nhà. Và cô Vi bên Forbes Hương Mục Võ cũng biết đã cũng đi tới rất là nhiều nhà, nhất là nhà của đồng hương Việt Nam của chúng ta để xin phiếu. Thì xin đồng hương tháng 11 này rất là thương cô Vi để cho chúng ta có thêm cái tiếng nói của người Việt tại Quốc hội. Nếu như mà chúng ta có bầu cho Đảng Cộng Hòa thì có bầu suy nghĩ nhất, nhưng mà phải lật qua bầu dùng cho cô Vi. Và xin chúc cô Vi rất là nhiều thành công vào tháng 11 năm nay. Dạ thưa quý đồng hương, thì cái bộ phỏ rất là hân hạnh và được sự tín nhiệm của quý đồng hương trong qua 8 năm vừa qua. Thì 8 năm là một cái lịch trình rất là dài và Hiếu Quốc Võ đã làm nhiều việc trong Quốc hội của tiểu bang Texas. Càng làm nhiều càng thấy việc làm không hết. Và thưa quý đồng hương, chủ trương về ba cái chủ trương chính của Hiếu Quốc Võ đó là về học vấn, sức khỏe và cũng như cái sự phát triển về kinh tế hoặc là công ăn việc làm cho tất cả những người dân tại tiểu bang Texas cũng như đơn vị 149 cũng như người Việt của chúng ta đây. Và thưa quý đồng hương, mà nói riêng về người Việt của chúng ta đó, thì chúng ta, người Việt của chúng ta là một con số rất là nhỏ trong đối với cái cộng đồng người Mỹ tại Houston cũng như trên nước Mỹ.
Thưa quý đồng hương, là dựa theo cái thống kê năm 2010 thì tất cả cái khối Á Châu là gồm có Japanese, Chinese, Korea, vân vân, và kể cả Việt Nam mình, thì cái thống kê của khối Á Đông của chúng ta đó chưa tới 6% trên tổng số dân số của nước Mỹ, là cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất là nhỏ trong cái khối Á Đông đó. Giờ thưa quý đồng hương, thì Hiệp Hội Quả chúng ta cũng cố gắng đem lại cái cơ hội cho cái tiểu bang Texas, cũng như là trên cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng như cộng đồng người Á Đông của chúng ta, trên cái lĩnh vực mà về national đó, thì Hiệp Hội Quả thuộc về trong cái hội đồng của những người dân biểu Á Đông, trên cái lĩnh vực chung trên toàn nước Mỹ chỉ có 106 dân biểu người Á Đông trên toàn nước Mỹ mà thôi. Thì 106 dân biểu người Á Đông đó đã hợp tác, và năm nay đã hợp tác với tất cả những dân biểu người da đen, người Mỹ Tây Cơ và những người đầu tiên lập nghiệp bên này, đó là những người ngoại da đỏ, những dân biểu ngoại da đỏ. Thì bốn cái khối dân biểu đó đã hợp với nhau bắt đầu từ năm nay để tranh đấu cho quyền lợi của những cái đồng bào thiểu số của bốn khối dân đó. Thì tất cả bốn khối dân đó mà hợp lại chỉ có khoảng dưới 50%, khoảng 46% trên tổng số của tất cả nước Mỹ. Thì Hiệp Hội Quả lúc nào cũng nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cộng đồng rất là nhỏ bé, một cái cộng đồng mà cần phải phát triển thêm, mặc dù đã có lịch trình thành công rất là nhiều trong vòng 30 năm vừa qua. Nhưng mà Hiệp Hội Quả thấy đi rất là nhiều, thấy rất là nhiều so với những cộng đồng bạn, so với tất cả những thành phố khác, thì Việt Nam của chúng ta còn rất là có nhiều cơ hội để mà thăng tiến hơn nữa. Thì trong cái lĩnh vực về học vấn thì lúc nào cái cuộc bỏ cũng tranh đấu cho con em chúng ta, hoặc sau ra trường trung học cô không có cơ hội, hay là không có muốn đi học đại học.